Xin chào các bạn. Trước thực trạng là thị trường saffron hiện nay nói chung và thị trường saffron Bahorama nói riêng đang khá là hỗn loạn, thì tôi làm video này nhằm đưa ra một số cách giúp các bạn có thể phân biệt được đâu là saffron Bahorama được nhập khẩu chính ngạch độc quyền bởi công ty Tây Á và đâu là các loại saffron trôi nổi trên thị trường. Để thực hiện video này thì tôi đang có ở đây 3 lọ saffron, 2 lọ của công ty Tây Á và 1 lọ là của một đơn vị mà tôi mua được gắn mác là nhập khẩu chính ngạch Iran. Tuy nhiên thì khi hỏi về nguồn gốc xuất xứ, các thông tin về đơn vị cung cấp thì lại mờ mịt. Và ngay bây giờ thì tôi sẽ cùng với các bạn đi phân biệt saffron. Đầu tiên thì chúng ta sẽ nói với nhau về một số tiêu chí phân biệt. Thì chúng ta sẽ phân biệt dựa trên 2 tiêu chí chính. Thứ nhất là về quy cách đóng gói, về bao bì, về ngoại hình bên ngoài của saffron. Và thứ hai là về cách sử dụng trải nghiệm saffron. Đầu tiên thì về bao bì trước, chúng ta cùng nói về loại saffron Tây Á là loại saffron được nhập khẩu chính ngạch độc quyền bởi công ty Tây Á 39B hàng bài. Như các bạn có thể thấy ở đây, chúng ta có 2 loại bao bì. Đầu tiên là loại bao bì từ trước đến giờ Tây Á vẫn đang lưu hành, là loại có tem đỏ, tem phụ và dấu đỏ đầu tư ở công ty. Ở phần sườn của sản phẩm thì có rõ thông tin là hàng được nhập khẩu riêng bởi công ty Tây Á 39B hàng bài Hà Nội. Đây là mẫu mà trong thời gian vừa qua Tây Á đã bày bán, là hàng nhập khẩu chính ngạch loại Super Negin đặt hàng riêng. Và mới đây thì hãng Bahorama đã cho công bố một mẫu bao bì riêng dành tặng riêng cho Tây Á để phân biệt với tất cả các hàng trôi nổi, hàng phổ thông hiện tại. Thứ nhất là về logo thì ngay trên bao bì đã có xuất hiện logo của Tây Á và nhấn mạnh là loại Super Negin, loại cao cấp nhất với hàm lượng dưỡng chất cao nhất trong tất cả các loại saffron. Tiếp theo, ở mặt sau của lọ thì đã có tem phụ luôn của Tây Á với đầy đủ các thông tin, cách sử dụng, thông tin của Tây Á ở trên bao bì. Và mã vạch này các bạn có thể check được trên iCheck, cũng là một mã vạch được hãng Bahorama Iran đặt hàng riêng cho công ty Tây Á. Các bạn có thể check ra được thông tin thì đây sẽ là một lọ saffron chất lượng và được nhập khẩu chính ngạch bởi Tây Á. Tiếp theo, đây là một lọ saffron khác. Nhìn qua thì có vẻ là na ná giống mẫu bao bì của Tây Á. Tuy nhiên thì sao? Nó không hề có tem, hay là thậm chí một số đơn vị có dán thêm tem vào đi chăng nữa. Tuy nhiên, ở phần sàn, phần sườn của sản phẩm như thế này thì các bạn có thể thấy là không có thông tin đặc thù là xuất cho đơn vị nào hết. Và mẫu này là mẫu phổ thông, các bạn có thể tìm thấy ở rất nhiều nơi. Các đơn vị có thể nói là hàng sách tay hay là gắn mác là hàng nhập khẩu Iran cũng vậy. Đây là một mẫu rất là phổ thông. Được chưa ạ? Thì về cơ bản chúng ta sẽ nhận thấy được những sự khác biệt như vậy về bao bì của sản phẩm. Tiếp nữa là về chất lượng sợi ở bên trong, nhìn qua mắt thường như thế nào? Thì chúng ta sẽ cùng mở lọ saffron ra để trải nghiệm. Đầu tiên chúng ta sẽ mở lọ saffron của Tây Á trước. Tây Á thì đã có dán tem và có dấu đỏ của công ty. Chúng ta sẽ cùng bóc ra để trải nghiệm lọ này trước. Khá là chắc chắn. Rồi, chúng ta sẽ bóc để trải nghiệm lọ saffron này trước. Đây là một lọ saffron của Tây Á. Chúng ta sẽ cùng bóc lọ thứ hai cũng là của Tây Á. Đây là mẫu bao bì mới, vừa có tem vỡ, các bạn có thể thấy khi một lần bóc tem lên thì nó sẽ xuất hiện một chữ khác luôn. Sẽ dán tạm tại đây. Loại này là loại saffron Super Negin được Tây Á đặt hàng riêng. Như các bạn có thể thấy, bây giờ chúng ta sẽ mở thử lọ ra. Mà chúng ta sẽ cùng đổ sợi ở đây để phân biệt. Tiếp theo là chúng ta sẽ cùng mở lọ, một lọ được coi là gắn mác là nhập khẩu. Tuy nhiên thì nó lại là hàng trôi nổi và không rõ nguồn gốc xuất xứ trên thị trường. Chúng ta cũng sẽ mở lọ hộp này ra để cùng so sánh trực quan về sợi saffron. Lọ khá là chặt. Rồi, về trực quan, như các bạn có thể thấy, ở bên này là saffron của Tây Á đấy ạ. Các bạn sẽ thấy sợi rất là dài, màu đỏ tươi. Còn bên này thì sợi có vẻ là ngắn vụn hơn và màu
khá là mờ nhạt, còn hơi có phần thâm xỉ nữa. Các bạn có thấy rõ chưa ạ? Thì thông qua màu sắc và kích thước ở bên ngoài của sợi như thế này, chúng ta cũng sẽ phân biệt được hàng nhập khẩu Tây Á chính ngạch thì phải là màu đỏ tươi như thế này ạ. Cũng do một phần là hàng của Tây Á sẽ là hàng nhập khẩu nguyên đai nguyên kiện, chứ không tự đóng gói bằng tay trong nước như một số đơn vị khác, thì sẽ giữ được chất lượng của sợi như thế này, sợi rất là khô giòn, đảm bảo được chất lượng. Bên này thì sợi nhạt màu hơn, ẩm hơn, màu thì xỉn hơn, có thể là do thứ nhất là về hàng chất lượng, cũng là hàng đại trà không qua chọn lọc rồi. Và nếu như mà xảy ra tình trạng là đóng gói trong nước thì cũng rất dễ là có tình trạng này, bởi vì là chúng ta không có phòng lab, không có các điều kiện tiêu chuẩn, ví dụ như là môi trường chân không, để mà có thể đảm bảo chất lượng được là chúng ta sẽ đóng gói đảm bảo vệ sinh, môi trường chân không, đảm bảo là sợi không bị ẩm thì rất là khó. Thì qua hai hình ảnh như thế này rất là trực quan, chúng ta đã nhận ra là đâu mới là saffron nhập khẩu chính ngạch bởi công ty Tây Á, chất lượng hàng như thế này ạ, rất là khác biệt đúng không ạ? Vừa rồi là một vài những cái đặc điểm về gọi là đặc điểm trực quan về hình thức bao bì, cách đóng gói ở bên ngoài. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng thử phân biệt bằng một cách thứ hai nữa, là chúng ta sẽ thử trải nghiệm sử dụng. Chúng ta sẽ bỏ một số sợi saffron vào các cốc nước mà tôi đã chuẩn bị ở đây. Như các bạn có thể thấy, chúng ta sẽ cùng chờ khoảng tầm 15 đến 20 phút nếu như mà các bạn có thời gian. Thì các bạn có thể thấy rằng là saffron Tây Á sẽ cho ra màu vàng rất là đẹp. Trong khi đó các loại trôi nổi trên thị trường thì thứ nhất là sẽ khó ra màu, thứ hai nữa là màu có thể là không ra màu hoặc là ra màu thiên về màu đỏ. Tức là đôi khi có một số đơn vị gian lận còn dùng phẩm nhuộm nữa để tạo ra những cái sợi saffron màu đỏ như thế này. Còn hàng của Tây Á thì sẽ là hàng nhập khẩu chính ngạch, nhập khẩu độc quyền loại Super Negin đặt hàng riêng, và sợi là hoàn toàn tự nhiên. Sợi màu đỏ, tuy nhiên khi mà pha thành trà saffron thì nước trà lại mang màu vàng. Chúng ta cùng xem nhá. Mọi người đã nhìn thấy chưa ạ? Một chút màu vàng cũng đã tiết ra rồi, thực chất từ saffron đã tiết ra một chút rồi. Khi mà các bạn chờ trong thời gian đủ lâu thì sẽ cho ra một màu vàng của trà saffron rất là đẹp. Còn bên này thì là hàng trôi nổi, không rõ nguồn gốc trên thị trường, các bạn có thể thấy. Hiện tại thì cũng chưa thấy tiết ra nhiều màu lắm, và gần như là không có luôn. Cùng so sánh trên mắt thường thì tôi đã thấy rất là rõ rồi. Còn ở đây thì không biết là các bạn đã ít nhiều cảm nhận được sự khác biệt về màu sắc ở hai cốc trà saffron chưa ạ? Cốc bên này là của Tây Á. Thời gian rất là ngắn, tuy nhiên thì cũng đã có sự thay đổi về màu nước rồi. Còn bên này là saffron trôi nổi, gần như là chưa thấy gì. Đúng không ạ? Các bạn có nhìn thấy sự khác biệt không ạ? Nếu để thời gian lâu hơn thì sự khác biệt này sẽ càng trở nên rõ rệt hơn nữa. Và trên đây là một số những cái đặc điểm mà các bạn có thể phân biệt được đâu là saffron Bahraman Tây Á nhập khẩu chính ngạch, và đâu là các loại saffron trôi nổi trên thị trường không rõ nguồn gốc, kém chất lượng. Tôi hy vọng rằng với một vài những cái đặc điểm như vậy thì các bạn có thể chọn được một địa chỉ uy tín để mua saffron nhập khẩu chính ngạch của hãng Bahraman, một thương hiệu saffron lớn và được ưa chuộng bậc nhất trên thế giới. Cùng trở lại với hình ảnh hai cốc saffron ạ. Các bạn đã thấy là saffron ở bên tay phải của tôi là của Tây Á. Nước đã màu vàng hơn rồi đúng không ạ? Còn cốc saffron không rõ nguồn gốc này thì hiện tại cũng không thấy gì khác biệt lắm. Ngay lập tức thì các bạn có thể nhận ra sự khác biệt như vậy. Còn về lâu về dài khi mà sử dụng thì với saffron chất lượng được nhập khẩu chính ngạch bởi công ty Tây Á thì chỉ sau những lần sử dụng đầu tiên các bạn cũng đã có những cái cảm nhận khác biệt. Ví dụ như là các bạn sẽ thấy cơ thể tỉnh táo khỏe mạnh hơn, hay là các bạn sẽ có những giấc ngủ ngon giấc hơn. Tuy nhiên thì với những saffron kém chất lượng như thế này thì không chắc là hàm lượng dược chất được bao nhiêu, và gần như là các bạn sử dụng cả lọ cũng sẽ thấy vô thưởng vô phạt. Được chưa ạ? Tôi hy vọng rằng là một số thông tin trên đây sẽ hữu ích với tất cả các bạn. Và ngoài ra các bạn có thể truy cập trang web chính thức của hãng Bahraman saffron.com, và ở phần thông tin liên hệ thì tại Việt Nam, hãng Bahraman công khai một địa chỉ duy nhất, một đối tác duy nhất tại Việt Nam, đó chính là công ty Tây Á, với loại bao bì riêng như thế này ạ.
Hy vọng rằng tất cả các bạn sau khi xem video này xong thì sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời với saffron Bahraman, một loại thực phẩm được coi là vàng đỏ của Iran. Và xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những video phân biệt lần sau.